Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện Việt Nam là nước sản xuất chè lớn thứ 7 và là nước xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa được thế giới ghi nhận là nước sản xuất và xuất khẩu chè hàng đầu, mặc dù đã có những tiếng tăm về chè xanh và chè đặc sản. Hoạt động xúc tiến thương mại đang hướng đến xây dựng hình ảnh chè thông qua hỗ trợ một nhóm các doanh nghiệp có tiềm năng xuất khẩu tiếp cận thị trường chè đặc sản của Bắc Mỹ. Năm 2016, kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam đạt 235 triệu đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu chè ước đạt 48.000 tấn với kim ngạch 73 triệu đô la Mỹ, tăng 14,3% về khối lượng và tăng 12,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Theo Hiệp hội Chè Việt Nam, các thị trường nhập khẩu chè lớn của Việt Nam hiện là Afghanistan, Indonesia, Nga, Pakistan, Mỹ, Trung Quốc, Anh và các tiểu vương quốc Ả Rập. Hiện nay thì xu hướng uống trà đang phát triển mạnh ở Bắc Mỹ. Thị trường này đang ngày càng ưa chuộng các loại chè đặc sản như là chè đen hay chè xanh có hương hay chè thảo mộc. Tại cuộc thi chè quốc tế được tổ chức tại Canada và Mỹ cuối năm 2016 vừa qua, hai trong số các công ty được tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam đã được trao giải vàng và bạc đánh giá theo vùng sản xuất. Đó là chè Nhài Cô Di, trang trại Phú Hộ của công ty trách nhiệm hữu hạn thế hệ mới Vĩnh Phúc Cô Di và chè Tôm Nõn của công ty cổ phần chè Hà Thái. Hiện Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương đang hỗ trợ hai công ty này quảng bá các sản phẩm chè xanh cao cấp tại Canada và New York. Đối với doanh nghiệp thì cái giải thưởng bạc vừa qua mà được nhận ở tại Bắc Mỹ, Canada thì nó rất là có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp. Nó cũng là một cái cơ hội, nó một cái đà để thúc đẩy cho doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Sản phẩm được giải là cái sản phẩm trà sản xuất theo công nghệ sạch, hữu cơ hoàn toàn. Chúng tôi đã ướp cái trà xanh với cái hoa nhài tự nhiên với cái cách thức rất là cầu kỳ, và cái sản phẩm đấy nó rất được các cái chuyên gia đầu ngành trà thế giới là đánh giá rất cao. Hiện có tới 158 triệu người Mỹ uống trà mỗi ngày. Tính ra mỗi năm người Mỹ chi hơn 80 tỷ đô la cho các sản phẩm trà. Đây được xem là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm chè đặc sản cao cấp của Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia chè quốc tế nhấn mạnh Mỹ là thị trường khó tính, có tiêu chuẩn cao về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng Mỹ đã quen dùng một số loại chè nhất định. Đó là một thách thức. Song sự độc đáo của chè Việt Nam, hương vị thơm ngon cùng với lịch sử trồng chè lâu đời là thế mạnh trong thị trường chè đặc sản của Việt Nam. Do đó, để có thể tạo dựng được thương hiệu tại Mỹ, các chuyên gia khuyến khích các công ty Việt Nam cần phải có sự đầu tư nghiêm túc và kiên trì vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo mẫu mã và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, các công ty cũng cần mở những chiến dịch quảng bá, khai thác những câu chuyện lý thú về lịch sử trồng chè và văn hóa thưởng trà của người Việt. Thời cơ đang rất thuận lợi cho chè Việt Nam. Lịch sử trồng chè lâu đời với những đồi chè và cây chè cổ thụ đã tồn tại qua nhiều thế hệ là những điều mà người tiêu dùng Mỹ rất hứng thú, đặc biệt là đối với phân khúc chè đặc sản. Theo các chuyên gia, các nhà sản xuất chè Việt Nam vẫn được khách hàng thế giới biết đến về khả năng cung cấp khối lượng lớn, giá rẻ và chất lượng xuất khẩu trung bình. Thách thức lớn trước mắt đối với các nhà sản xuất xuất khẩu chè là phải thay đổi được hình ảnh này bằng cách tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, vượt qua những thách thức về chi phí sản xuất, công nghệ chế biến, tiêu chuẩn chất lượng, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Hy vọng rằng với những nỗ lực trong xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, mặt hàng chè của Việt Nam sẽ có chỗ đứng vững chắc không chỉ ở thị trường Bắc Mỹ này.